Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai từ khi ra mắt cái con tướng mới Zimbe Wano rồi ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng là xả thùng để mà kiếm con Zimbe Wano nha anh em. Giờ hoàng đạo đã đến rồi anh em ơi. Thì đây là cái thời khắc là quan trọng để anh em nông dân kiếm cái con tướng mới ha. Rồi, thì như anh em cũng đã biết thì cái con Zimbe Wano này á thì nó có một cái đặc điểm nữa, đó là đây là một con tướng hệ thường anh em. Nên là khi mà anh em chiêu mộ đặc biệt á thì nó sẽ cho chúng ta thêm copy ở dưới này nữa ha. Thì anh em nông dân chỉ cần là xả thùng kiếm được một copy thôi là chúng ta lên được 10 sao. Khi mà lên 10 sao thì chúng ta sẽ lấy được cái quà thức tỉnh nha anh em. Thức tỉnh cái con Zimbe Wano ở cái móc 10 sao này được thêm một copy nữa anh em. Đây là cái móc khá là quan trọng để anh em kiếm thêm copy đỡ tốn cuộc L1 đồ các thứ nha. Rồi ok, đầu tiên thì sẽ vào kiểm kê lại cái số thùng của mình đi anh em ơi. Cái số thùng của mình hiện giờ nó lên tới 853 thùng anh em. Nhìn quay 2 tuần à, nhìn quay 2 tuần nha anh em. Cái số thùng lên được 853 thùng. Nhưng mà ngày hôm nay xả tầm 600 thùng thôi anh em. 600 thùng thôi, match bên 4 vòng ha. Thử coi coi là có ra nổi không nha anh em. Ngày hôm qua mình cũng đã có xe code được cái thứ rồi đó. Anh em có thể vào trong kênh của mình ngày hôm qua, video ngày hôm qua anh em xem nha. Rồi không nói nhiều nữa anh em ơi, vô xả cái đống thùng này thôi. Rồi con Zimbe Wano nó là một con tướng hệ chính xác anh em, nên là chúng ta sẽ quay bên hệ chính xác luôn nha. Rồi đang có 853 thùng, hy vọng là 600 thùng đợt này thì nó sẽ ra tướng nha anh em. Ra một con cũng được, một con cũng được nha anh em, được thì ra thêm 2 hoặc 3 con nha. Ok, nông dân mía dứt cái con Zimbe Wano thôi. Trời ơi, Raizo. Ra Raizo nha anh em. Hay da, cũng là SS nhưng mà nó lạ lắm anh em ơi. SS này ao lâu lắm rồi. Ok, tiếp tục thùng thứ hai. Trời ơi, không biết anh em quay như thế nào anh em ơi. Trời, Raizo nữa. Ôi thôi, đừng ra nữa mà. Lâu anh nô nữa, trời chết rồi anh em ơi. Nó ra mấy cái con tướng SS khác á anh em, nó ra nhiều quá rồi bây giờ. Cái đám cái con tướng mới làm sao mà nó ra nổi nữa đây anh em. Trời ơi, quay hên vậy ta. Hên đối với lại ngày xưa thôi anh em ơi, chứ bây giờ thì cũng không hên lắm đâu anh em. Mấy con đó thì mình đã full hết rồi. Rồi tiếp tục. Nghe nói và cũng như là thấy anh em test ở trên clip đồ đó thì cái con Zimbe Wano này nó đấm rất là lực luôn anh em, nổ rất là đau. Tuy e thấp nhưng mà nổ rất là đau ha anh em, nên là anh em đang rất là thích. Đó thì mình trước mắt thì mình thấy cái bộ MiH kìa. Mình thấy cái bộ skill nó thì mình cũng đã đoán được là con quỷ này nó nổ ghê rồi anh em, nhưng mà không ngờ nó nổ ghê như vậy. Rồi ok nha, chưa kể nó bảo kê team tốt nữa ha anh em. Ủa chưa ra nữa nè anh em. 100 thùng ra đi rồi. Chúng ta chỉ có 600 thùng thôi nha anh em. Ôi Chopper New World. Thôi đừng có ra tướng hệ hiếm nữa, đừng có ra tướng SS kia nữa anh em ơi, SS hệ chính xác nữa. Ra Zimbe giùm em đi ạ. Một con thôi là anh em đủ chỉ tiêu của tuần này rồi ha. Với 600 thùng chúng ta được một con là đủ rồi. Trời ơi, siêu nhân đỏ nữa chứ. Thôi đừng. Hay da. Tiếp tục. Mình không tin là không quay được anh em. Từ hồi mà cái con gì, cái con Shirahoshi á anh em, ở bên hệ nhanh nhẹn á, mình quất tới 1000 mấy thùng mà không ra được một copy là anh em biết rồi anh em. Nông dân mà còn xui nữa chứ. Quất nông dân phải hên xíu rồi mới mới hơn người được chứ. Nông dân mà xui kiểu này là thọt chết luôn anh em ơi. Chưa thấy đâu ha anh em, chưa thấy mặt mũi đâu. Tiếp tục nè. Hay à, nó cứ ra mấy con này không ta. Tiếp tục nè. Thùng tích cực lắm. Nên là thôi ra sớm cho em rồi là đỡ hụt hẫng đi ạ. Nếu mà không ra thì chúng ta có thể up lên được là 9 sao ha mấy ông. 9 sao thôi chứ không được 10 sao đâu. Rồi 200 thùng ra đi ở đây, 1 phần 3 chặng đường rồi đó mà chưa thấy đứa nào hết nè anh em ơi. Nếu mà ra được up lên E rồi cái thứ thì mình sẽ test cho anh em xem rồi là sức mạnh luôn ha anh em. Trải nghiệm luôn cái con Zimbe Wano này luôn. Nhưng mà nó không có ra được con nào hết vậy ta. Thôi mà. Trời ơi, nổ phút kìa. Ui, Kuma hết hồn. Trời ơi, nổ phút kìa anh em. Được thêm con Kuma hệ hiếm nữa hả. Nhưng mà thôi đâu có cần đâu ta. Mấy con này thì cũng dù sao cũng chỉ là để làm phút thôi mà. 600. Cảm giác. Ủa, Nami New World nữa chứ.
cảm giác như là nó không ra nổi luôn á anh em ơi. Ây da, tiếp tục nè. Thôi xong rồi anh em ơi, thôi xong rồi. Hết nửa đường rồi đó mấy ông. Hết nửa đường rồi mà nó chưa ra tướng nữa nè. Ây da, cố lên, cố lên. Một con thôi cũng được ạ. Lucy. Trời ơi, Uden nữa chứ. Thôi thôi, đừng nữa mà, đừng ra Uden mà. Trời ơi, đừng có ra mấy con tướng hệ hiếm nữa. Ra một con Zimbe thôi. Sao mình có thùng mà mình cứ cầu xin anh em nhờ. Nhưng mà phải cầu xin thôi anh em, bởi vì cái này khá là tâm linh rồi. 300 thùng ra đi rồi đó mấy ông. Nửa đường rồi đó, mà nó chưa có ra được con Zimbe nữa hả? Đây rồi, yeah, nó phải vậy anh em. Trời ơi, tuyệt vời. Zimbe quanh ôm, được một con rồi anh em. Vậy là tuần này mình đã đạt chỉ tiêu rồi ha. Chỉ với 310 nhát quay, chúng ta đã đạt được một con ra. Ô, thêm một em Oden nữa. Thêm một em Oden nữa anh em. Ok, tiếp tục luôn anh em, tiếp tục luôn ha. Biết đâu ra được thêm một con Zimbe Wano nữa thì chúng ta đỡ copy lắm luôn nha anh em. Đỡ copy lắm luôn đấy. Chỉ với 310 lần quay anh em thì nông dân mía, ui lâu Wano cuối cùng nó cũng ra. Nông dân mía thì cũng đã đạt được cái chỉ tiêu rồi anh em ơi. Ui, hai con SS luôn nè anh em. Raizo với lại con lâu Wano luôn. Dù sao cũng phải quay hết 600 thùng anh em nên là xả luôn ha. Biết đâu ra được thêm một con Zimbe Wano nữa ha. Apo, quỷ là tên Apo nha anh em. Tiếp nữa nè. Thôi xong rồi. Một con chắc nó ra được một con, nó im lìm luôn nha anh em. Nó không có ra nữa đâu anh em ơi. Phút nổ lên quá trời luôn nè anh em. Phút S nè. Quay này thì bây giờ ra được một đứa rồi. Thì chủ yếu là để lấy 4 đứa ở trong copy ha anh em. Còn cỡ 200 nhát nữa. Ra khá là sớm anh em ha. Nếu mà 200 nhát này mình nghĩ có thể ra được thêm một con Zimbe Wano nữa đấy. Không đùa được đâu nha anh em. Vớt. Ôi chà lát rồi. À, không ra. Tích thùng thì nó cực đó anh em. Nhưng mà nếu mà ra tướng, mình quay ra cái con tướng mà mình muốn á anh em, nó không có uổng phí cái công mà chúng ta tích thùng đúng không? Trời ơi, Crocodile. Vãi à, vãi cả cá sấu. Ok, để coi coi. Úi trời ơi, Doraemingo nữa chứ. Trời ơi. Hôm nay quay tàn mấy con tướng hệ hiếm rồi, cái thứ hơi bị nhiều luôn anh em nha. Còn 100 mấy lần quay thôi nha anh em. Là chúng ta sẽ đạt được cái mốc là 600 lần quay. Ây da. Tiếp nè. Còn dư cái số thùng còn lại thì chúng ta để qua tuần sau hoặc là những cái sự kiện nào ngon chúng ta xả nha anh em. Chứ không phải là xả một lần là uổng lắm. 600 thùng thôi, nông dân là xả 600 thùng ở trong cái sự kiện tướng mới thôi. Raizo hoài luôn á, nãy giờ quay được chắc 3-4 con rồi luôn á. Rồi, còn hồi nãy là mình là 853, bây giờ 353 là mới quay được 500 lần thôi anh em, còn 100 thùng nữa nha. Hy vọng trăm thùng này sẽ ra được một con Zimbe Wano nữa nha anh em. Mà nãy giờ quay hoài mà nó không ra luôn nè. Nó ra là mừng lắm rồi anh em, có ông quay chả ra nổi luôn á. Mình cứ tưởng tượng cái diễn cảnh giống y chang như là cái con Shirahoshi ở cái tuần trước á anh em. Cái tuần đầu tiên quay hoài mà nó không ra luôn anh em. Tổng cộng cái số thùng mà mình quay cái con Shirahoshi đó hơn cả ngàn thùng. Mà nó không ra là không ra được một copy luôn anh em. Trời ơi, làm không build nổi luôn. Bây giờ phải đợi cái thông thạo của nó ra mắt thôi chứ sao giờ anh em. Con đó thì anh em có thể dùng để đi leo đậu, leo tháp, đồ các thứ đó anh em. Nó khá là ngon. Ok, còn có vài chục nhát nữa thôi ha. Mà nó còn lại không ra nữa anh em. 20 nhát nữa thôi nè. Dứt. Gia sóp đứa trời, trời ơi. Ừ ha, quên ha. Ở bên chính xác có con gia sóp ha. Bây giờ nó mới chịu ra. Ra hầu như là đầy đủ hết mấy con chính xác rồi đó anh em. Ok, nhát ít 10 cuối cùng nha anh em. Quất. Ôi không ra anh em ơi. Rồi, đúng 600 thùng rồi anh em ơi. Kiếm được một đúng một con rồi anh em. Rồi, cũng coi như là cũng đã đạt được chỉ tiêu rồi ha. Hơi thất vọng một tí là nó không có ra thêm anh em ơi.
Không có ra thêm, 300 mấy thùng không ra thêm ha. Rồi bây giờ sẽ nhận quà. Ui điểm nhân phẩm ngon thế nhờ. Rồi bây giờ sẽ nhận quà chiêu mộ luôn nha anh em. Được thêm 4 copy của con Zimbe Wano. Đâu rồi ta? Đây anh em. À 200 mảnh nha, 4 copy nha anh em. Ui phá hủy gì kìa, 380 cái. Thịt là 260 anh em. Ốc sên truyền tin, mảnh tướng SS ngẫu nhiên. Ok, ngon. Vậy là quá mờ lem rồi nè. Ô, nhận thêm quà đi ở bên này nữa nè. Quà này là quà chiêu mộ đó. Xong luôn. Quà này là quà triệu tập hải tặc đó nè. Thêm trả lại thêm 30 thùng nữa nè. Mấy cái thùng này là mình có farm đấu trường được các thứ nha anh em, rất là nhiều, 3000 mấy kim cương nữa nè. Rồi, ok. Ủa, dép Luffy thì đâu ra đây? À, dép Luffy chắc đăng nhập ngày hôm qua đó nè. Này là ăn cốt được các thứ nè. Này là có liên quan đến cốt đây anh em, bởi vì ngày hôm qua mình quên nhận cốt hay sao đấy. Rồi, ok, bây giờ up cái con Zimbe Wano lên test cho anh em xem nhờ. Đâu rồi, em nó đâu rồi? À, bên chính xác đúng không? Chính xác thì nằm chắc tuốt ở dưới này. À, quên. Mở ghép mảnh nha anh em. Trời ơi, tính ra quay nói chung là cũng không hên, cũng không xui anh em. Rồi, ok, 5 con ha anh em. À, ngon lành, Zimbe Wano được 5 copy. 5 copy này lên được 10 sao thôi anh em ơi, không có nhiều. Đâu quà gì nữa đây? À, triệu tập nữa hả? Ngon. Bên hệ chính xác nha anh em. Triệu tập bên hệ chính xác. Đâu rồi ta? Bây giờ phải tốn thêm copy để up cái con Zimbe Wano nữa nha anh em. Đây, Zimbe Wano đây. Đây, anh em đợi mình tí nha, để mình up cái con Zimbe này lên cái đã. Con này thì bùa búng được các thứ thì chúng ta đá rồi, sử dụng đá gì thì chúng ta phải test thì chúng ta mới biết được ha anh em. Rồi, cho em nó lên sao trước cái đã anh em. Một copy nè, nói chung là lên được đúng 10 sao luôn đấy. Đá thì nói chung cũng đủ rồi. Copy mình nghĩ cũng đủ luôn ha. Đó. Ngon làm. Tưởng không ra thì lại ôm hận. Một copy nè. 9 sao có luôn. 2 copy, ok. Đúng 10 sao luôn nha anh em. Trước mắt thì em nông dân chơi 10 sao trước đi, rồi tính sau. Ồ. Cái con này thì mình thấy có một cái bảo vật rất là xịn sò cho nó, đó là cái kiếm chui xanh nha anh em. Đây, kiếm chui xanh nè anh em. Trời ơi, cái này thì là cho hệ chính xác luôn em, nó sẽ có 2 máu luôn, 18% máu và như là 9% máu trên này. Để mình up cho nó lên luôn nha anh em. Up cái kiếm chui xanh này lên luôn cho nó luôn nha. Đó là không đủ rồi. Ui, cái này có xuyên thủ luôn nè. Xuyên thủ nè. Không đủ luôn anh em. Bùa nè, bây giờ mở bùa cho nó trước đã nha anh em. Nâng cấp lên. Con này thì theo mình nhớ thì không có cái bùa nào mà nó cộng thủ hết thì sao đó anh em ơi. Không có cái bùa nào nó cộng thủ hết, nó chỉ có cộng công, cộng máu, chí mạng được thôi. Lên bùa cấp 1 cho nó. Ui, công xét thương chuẩn. Có nâng cấp thêm cho thêm một. Ủa, không đủ nguyên liệu. Rồi chắc là mình sẽ máu chí mạng hả? Máu chí mạng thử như thế nào ha anh em. Bởi vì cái chí mạng của con này thì nó hơi thấp ấy, chí mạng 43%, nói chung cũng được. Mở cái này ra luôn nha anh em. Con này thì nó không có đánh theo công nha, nên là anh em không có cần phải build công đâu anh em. Đây, nó chỉ đánh theo thủ thôi. Thủ càng cao càng tốt. Vừa thủ vừa máu ha. Anh em không có cần phải mở cái này đâu.
anh em chỉ việc gọi là nâng máu cho nó, mắt bình máu thôi nè, mắt bình máu cho nó nha anh em, đợi mình tí để mình build lên lại nha. Rồi ok, cho nó lên cấp độ 60 máu cỡ này thôi nha anh em, bởi vì hết lên được rồi, level cao thêm thì nó mới cho chúng ta up thêm thôi. Rồi up thêm cái kiếm chui xanh nữa nha anh em, để mình ra mình mở cái mớ bảo vật ở ngoài kia để lấy food nha, chứ hết food của mình rồi. Nâng đá nè, vượt tháp nè, giờ còn nhiệm vụ 9 tiếng nữa anh em thấy ghê không? Ôi trời ơi, lụm quà, nâng hai lần kỹ năng băng. Cho anh em xem cái kỹ năng băng của mình luôn anh em. À, bên hệ chính xác của mình thì để coi coi. Đấu sĩ đi. Đã qua bên này rồi ha anh em, mình đã qua bên cái móc bên này luôn rồi. Giảm tỷ lệ sợ hãi, hóa đá, giảm đóng băng. Tháp nè, đạt cấp 151 nè. Đảo trời, ok, biển trên đảo trời anh em. Đảo trời này liên quan đến cái con pudding nữa nè. 6 lần đảo trời, 14 trên 30, 6 lần đảo trời mấy ông. Mới reset nè. Đây, pudding của mình thì hiện giờ đang bỏ 3 copy vô trong đảo trời nha anh em. Đây, làm một phát boss nè. Thì cái đảo trời của mình thì nó sẽ tính 3 nè, nó sẽ tính 3 trên 6. Nó sẽ làm nhanh hơn ha anh em. Đây, 3 trên 6 nè. À, anh em thấy nhanh ghê chưa? Này gì đây, hoàn thành nhiệm vụ tướng 10 sao luyện tướng. Ui, anh em nhớ là mà mấy cái nhiệm vụ tháng này nha, coi chừng hết đó nha. Rồi, vô trong này mở cái đống food bảo vật của mình đi anh em. Đây. Ôi ôi. Mấy này tàn food đâu anh em, để chủ yếu là để làm food ha, mở hết cái đống này luôn đi. Rồi ok, đủ rồi đó. Mười sao mình nghĩ đấm khá là lực anh em. 5 triệu máu anh em, đúng 5 triệu máu luôn. Để mình nâng thêm cái kiếm chui xanh lên thêm máu ha. Dùng 10 dư quá trời dư kìa. Lên. Lên. À còn một cái nữa hả? Ngay thế nhờ. Ok. À, cái kiếm chui xanh này nó tăng 20% giảm sát thương nha anh em, khá là thích hợp cho con Zimbe Wano. 14% máu và 18% máu anh em. Hai cái máu này cộng lại là 32% máu anh em, rất là cao ha. Ở trước mắt thì cài cái cây kiếm này đỡ đi nè. Kiếm này thì giờ đang quá tuyệt vời rồi. Rồi, 5 triệu mốt công nha anh em, 5 triệu mốt công. Con tướng 10 sao ha, thủ là 6.200. Thủ thì cũng không có tăng nhiều đâu nha anh em. Con này bây giờ không có cái vật phẩm nào nó tăng thủ nhiều á, trừ mấy cái áo rồi cái thứ này. Ê, cái này mà gắn cái bộ đồ nghề, bộ đồ ngành cho cái con Zimbe nó tăng thêm thủ nha mấy ông. Máu, giảm thương, máu, tóc. Zimbe Wano này thì nó tăng thủ nè, nên là kiếm mấy cái nào mà tăng thủ. Ui công công mà không có nào tăng thủ hết ta. Thủ thì nó sẽ có một vài cái vật phẩm bảo vật đó nè, nó sẽ có tăng thủ hay sao đó. Hình như rất là ít luôn á nè. Thôi mấy này tính sau nha, bây giờ sẽ ra test thử con Zimbe Wano này đi BK thử coi như thế nào nha anh em. Mình sẽ thay thế vị trí của nó là bằng con Billet anh em ơi. Billet này để mình gỡ hết cái đồ của nó ra để gắn cho con Zimbe đi anh em nhờ. Rồi ok, gỡ hai món ha. Đó, tăng thêm một chút máu ha anh em. Máu 5 triệu rưỡi. Máu 5 triệu rưỡi anh em không biết là có chạy qua được những cái trận sóng gió này hay không đây.
Rồi, tuy em nó tăng cơ nhưng mà mới có E1 á anh em, nên là mới có 10 sao à, nên là không biết có đỡ được các cái đòn tấn công của đối thủ hay không nữa, chúng ta sẽ cùng chờ xem nha. Chiến. Trời ơi, mới vô có bà nhị. Ôi, tiếng hơi to anh em nhỉ. Không sao, không sao. Mới vô có bà chị nữa anh em, khó chịu thực sự, không sao. Chủ yếu là coi luôn cả cái khả năng tăng cơ của em nó luôn anh em. Tiếng nó hơi to anh em nhỉ, để mình... Ui! Quỷ nào lủi cái bên kia chết queo hết luôn rồi. Bãi trưởng nhờ. Lại nha, lại nha. Ở bên kia không biết có bà chị không nữa, quên xem tim rồi. À không có mấy ông ơi, ngon. Anh em thấy không, cái team mình nó được búp cái nội tại của con Zimbe, không có chọn làm sát thương luôn anh em, rất là ngon hả. Nhưng mà đừng có để cho đứa nào bị dính nha anh em. Chà, một đấm nè, ui bay hết một hàng đầu rồi mấy ơi, đánh này một máu không à, phải chữa kìa. Ôi ôi, bảo kê team tốt thôi rồi luôn á mấy ông ơi. Đánh thường cũng đau nữa anh em. Ôi, chết rồi, em mới hẹo rồi. Tại đánh chúng còn có nộ họa đó anh em. Thì theo mình thấy thì cái con Zimbe Wano này nó hơi hơi bóp cái thằng lùn một tí anh em. Lý do tại sao thì sẽ ra phân tích cho anh em xem. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa thua bay? Thôi kệ, không sao anh em. Coi đam ha. Đam đây anh em. 250 mấy triệu đam nè anh em, mới có 10 sao thôi, đam rất là to ha. Thì nó bóp cái thằng lù ở cái chỗ đó, thì anh em nhớ là cái nộ hỏa này đó anh em, thì ai mà đánh phải cho kẻ địch đánh vào người của team mình á có nộ hỏa thì nó mới gây được cái đam nộ hỏa diễm ha. Mà cái thằng Zimbe Wano này á thì nó lại không có cho team địch đánh vào trong team của mình. À đây anh em, tạo dấu ấn bảo hộ lên toàn bộ phe ta, duy trì 4 lượt nè, và như là và trong lượt đầu tiên nè thì kẻ địch đâu có đánh trúng team mình đâu nè em, kẻ địch đâu có đánh trúng team mình đâu mà gây được cái nộ hỏa hả. Cái này để mình coi lại coi, để mình coi lại coi có phải hay không anh em, coi kỹ lại một tí nha. Rồi búp nè, búp bảo hộ lên team nè, rồi con Nami nó nộ một cái nè, một đam không anh em. Cái này khó xem quá, cái này hơi khó xem một tí. Đây đam của thằng lù nè, toàn một đam không luôn á anh em, vãi chưởng nha. Hầu như là toàn một đam hay không, nhưng mà không biết là cái đam này là nó phải là trúng hay không anh em, không biết là có trúng được đứa nào dính nộ hỏa hay không nữa. Mình nghĩ là có trúng á anh em, bởi vì nó gây một đam mà để tí bỏ con bút đi ra ngoài thử coi nó có tính hay không nha anh em. Bỏ bút đi ra ngoài luôn. Nó vẫn đánh thằng Zimbe nha anh em, vẫn đánh Zimbe. Đúng rồi. Một quả nè. Trời ơi. Hai thằng Sanji hả ổng này đánh nhau, u cái trận này y chang như nãy luôn anh em. Trận này thì con Zimbe nó không có được quẩy game nha, để mình bỏ con này ra đi nè. Thêm một đứa vô đi, Shirahoshi đi. Để con này lên tăng cờ nha. Rồi, coi để thử coi là cái đam của mình nó có sự thay đổi không anh em, bởi vì cái con Budin á thì nó sẽ xe đam toàn team á anh em. À rồi, đúng rồi anh em ơi, có con Woodin nó xe đam toàn team á, khó chịu. Vậy là không đánh trúng ha anh em, nên nó hơi bóp cái thằng lù Wano một tí. Anh em thấy không, nó chỉ đánh được có một mục tiêu thôi. Đấm nhẹ phát, ui đam to phải anh em ơi, được. Đam khá là to bự, đó cái đó là đánh thường đó anh em, hồi sinh hết luôn kìa. Ghê nha. Ủa, quỷ lù anh lầu thằng lâu anh nôn để nó chọi cái đau dữ vậy. Ở bên kia tuy ọp mấy ngày nhưng mà team rất là ok luôn nha anh em, đánh đau thôi rồi luôn á.
bỏ pudding ra là tim nó không có bị dính sát thương luôn anh em. Tại vì con pudding của mình á, tính chất của nó là nó sẽ xe đam á anh em, xe đam toàn bộ tim á. Thì vô tình rằng là ý nếu mà nó xe đam như vậy thì có tính nổ hỏa không anh em nhỉ? Coi lại một lần nữa thử coi như thế nào. Phải coi kỹ là cái vụ này chứ không là anh lù là bị oan đấy anh em. Đây thử coi dính được đứa nào. Không dính được đứa nào luôn em, dính được hai con à. Yamato thì nó cũng sẽ chịu đam cho team hơn em. Ui team bên kia tóc cao thế. Sống bằng bạn nè. Không dính luôn anh em, không đánh trúng nổ hỏa luôn thì làm sao mà gây được đam anh em ơi. Ây da. Nó sẽ đỡ được những cái đam ao nghe ha anh em. Ôi Jinbe hẹo rồi. Jinbe bị đốt bởi thằng Sanji hắc ẩn á anh em. Bởi vì tuy búp cho team nhưng mà chính nó cũng sẽ bị dính đam nha anh em. Nó không có búp cho nó chỉ búp cho team thôi. Bên kia tóc khá là cao luôn anh em. Ây da. Ôi mạnh quá. Mạnh quá. Nó lại nha 199 đúng không. Rồi bỏ pudding vô anh em. Pudding mới là chiến thần bên mình nha. Mình nghĩ con pudding này có thể kích được nổ hỏa cho team đấy anh em. Mà nó xe đam như vậy không biết là có tính đồ hỏa hay không anh em nhờ. Anh em xem xét lại và hãy comment bên dưới ý kiến của anh em nha. Mà mình nghĩ xe đam thôi chứ đâu có đánh trúng người đâu mà tính đồ hỏa đúng không. Rồi pudding nổ rồi. Này thì ôi karate người cá dồn thêm nữa kìa. Hồi sinh tìm đánh cháy như refire luôn em ơi, ghê thật sự. Yamato chuẩn bị nổ thêm một cái nữa nè. Trời ơi đánh thường lag màn hình luôn phải không. Jinbe nó đánh thường cái lag màn hình luôn. Đó rồi bên kia nó trâu quá. Hồi sinh thêm, oh no. Hai sanh sĩ gần đánh với nhau. Còn xíu máu hụt sao lúc nào cũng vậy hết ta. Nãy giờ BK toàn thua không anh em. Nãy giờ đây BK toàn là trên lực chiến không à. Nên nó hơi thua tí ha anh em. Để mình đánh ngang ngang lực chiến nè. 170 cũng hơi trên lực chiến á. Em thử nha. Nãy quên xem đam của con Jinbe anh em. Quên xem đam Jinbe. Nói chung là con này ok anh em. Đỡ team rất là tốt. Nhưng mà phải lên E cho nó. Với lại lên thêm Goma ha. Em nó mới mạnh được nha. Mới trâu bò được. Chứ mới 10 sao thôi thì chưa có thể hiện được nhiều đâu. Oh yeah, trời ơi, quỷ yêu ta nó đau, nó trọt vô một cái tim muốn banh sát luôn ông ơi, đau quá. Sanji hắc ẩn của mình hẹo luôn rồi. Đánh này với mấy ông trên lực chiến không anh em. Quỷ lù này không tự búp cái nổ hỏa đi kìa, nó băng nữa chứ. Đúng rồi, tự búp nổ hỏa đi. Nhưng mà vẫn hẹo anh em, má ơi. Đánh ông khác nha anh em. Nãy giờ BK tàn thua. Ông này được nè, ngang ngang lực chiến nè. Không biết có nạp tiền ở trong đó hay không đây. Jinbe còn khá yếu anh em nên là chưa có để thể hiện được nhiều đâu. Đợi karate người cá xem đam. Nói chung là đam mình thấy đam cũng khá là to đấy anh em. Đam to bự đấy. Khi nào mà có thêm mấy cái đặc thù nữa anh em thì chúng ta mới là tăng thêm máu rồi cái thứ cho con Jinbe này được. Ôi đam nó còn to hơn cả con pudding nữa anh em. 200 mấy triệu, cái này là đánh chỉ có 2 mục tiêu thôi nha. Jinbe này nếu mà nó được nổ, nó nổ đau lắm anh em. Nông dân cày chay nè. Level thấp hơn mình vài level thôi. Cày chay mà E5 đồ dữ dằn vậy ta. Ôi
cây chay. Cây chay tóc cao vậy. Đầu quá đầu. Sợ CB không nộ được quá anh em. Ừ có hồi sinh không sao, có hồi sinh là nộ được nha. Team mình nó cá nó tới người cá. Ui ui, chí mạng nó còn hơi bé anh em, chắc phải lên thêm chí mạng đồ cho nó rồi. Không nhưng mà cái bùa mình nó vừa máu mà vừa chí mạng mà ta. Má ơi, nông dân cày chay ông nội tôi, nông dân này nạp tiền chắc cú luôn em ơi, đánh cháy hơn mình nữa. Nãy giờ BK tàn thua. Không sao không sao. Đang test tướng mà anh em, đang test Jimbe mà. Nên là thua là cũng chuyện bình thường ha. Chủ yếu là xem cái con Jimbe này nó quẩy khi mà em khi mà 10 sao nó quẩy như thế nào thôi. Trước mắt thì thấy team mình khi mà bỏ Jimbe vô nó thủ khá là tốt luôn em. Đỡ phải bị sốc đam. Jimbe chuẩn bị nổ một phát nè anh em, nhưng mà bên kia có bất tử rồi. Đấm nhẹ một cái, trời ơi, đấm xong tự động lăn ra chết. Nó bị đốt á anh em, nó bị cái nộ hỏa đốt nhiều quá. Trận này khá là gay cấn mấy ông ơi. Trời ơi, thua nữa rồi. Rồi đam nha. Ủa Jimbe pha này gây được có 100 mấy triệu đam thôi anh em, rất ít ha. Má ơi tàn cao thủ không mấy ông ơi, ghê quá, đánh hoài nãy giờ không lại luôn, đánh mong bé bé thôi. Đánh vào lực chiến nhỏ nhỏ thôi, đánh vào lực chiến cao đánh không lại. Bên kia cũng có build led kìa. 130 mấy. Ôi gặp pha này nữa rồi. Đây, karate người cá đây. Mình thấy chí mạng của con Jimbe này nó ít quá ta. Chí mạng 40 mấy% mà mình thấy nãy giờ nó nổ nó chí mạng được có vài con à anh em ơi, không có nhiều. Ôi. Quá đời heo. Quỷ lau Wano này. Ôi thua nữa này. Đam hơi ít ha anh em, pha này đam cũng hơi ít nè. Má ơi đánh đèn. Má ơi level 3 130 mấy mà nó mạnh thôi rồi luôn. Nãy giờ đánh đại ha anh em, đánh đại. Chà, đánh nãy giờ thua nhiều quá, phải xem lại cái team của mình rồi anh em ơi. Ủa cũng có CB Wano luôn nè anh em, hai người, hai bên. Lâu bên kia tóc cao thế nhờ. Bên kia không chơi Pudding nha anh em, không chơi Pudding. Ui, đấm chết con Jimbe bên kia luôn anh em. Bởi vì bên kia chỉ có một con có chịu được sát thương ấy. Đó, viễn cảnh của cái meta sau này là vậy đó anh em, hai con Jimbe đánh nhau. Jimbe mình đấm một cái Jimbe bên kia bay màu luôn anh em. Kèo này mình win khá là cao ha. Bây giờ phải có trận win chứ anh em, tua hoài sao được đúng không? Ôi đánh một cái bị lăn ra chết luôn kìa. Jimbe vẫn bị đốt rất là đau nha anh em. Đây đam đây anh em, đam đâu có thua gì thằng Sanji khác ẩn với lại con Pudding đâu. Cũng 200 mấy triệu nè. Con này mà lên E nữa đánh thì thôi anh em nên nhớ em nó mới có 10 sao thôi nha. Rồi ok, BK đã đời rồi, bây giờ sẽ vô lấy quà thôi mấy ông ơi. Đây, quà đây là quà thức tỉnh nha. 6 sao, 9 sao, 10 sao, được một con nữa nha anh em, một con Jimbe nữa. Đây lý do tại sao mà mình mong ước là được một con nữa đó anh em. Một con Jimbe nữa để mà lên 10 sao để lấy thêm một copy nữa đấy. Rồi, tuần này là mãn nguyện rồi anh em. À, ok nha. Rồi, ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Ngày mai mình sẽ test thêm về con Jimbe này và cũng như là mở những cái tài nguyên để mình săn em nó đi anh em. Anh em nhớ theo dõi kênh nha. Rồi, ok anh em thấy hay hãy cho một like theo dõi kênh nha, anh em có rất nhiều nha.